Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Hàng Chính phủ Hàn Quốc, Hàng Xách Tay Đi Đường Bay. Cả nhà mình ơi, hôm nay cô Jamat siêu thị online làm video này với mong muốn được tuyển cộng tác viên ba miền Bắc Trung Nam. Những bạn nào có nhu cầu kinh doanh online trên Zalo, Facebook, Viber cũng như là các mạng xã hội khác thì có thể liên hệ với lại mình theo hotline của cô Jamat 0972 158 158 hoặc là hai chuyên viên của mình là 0986 307 102, 0984 470 481. Mình có nhu cầu tuyển những bạn cộng tác viên bán hàng chất lượng cao, hàng xách tay đi đường bay, bán hàng cao cấp. Nhà mình chỉ bán hàng nội địa, được xách tay về từ hai quốc gia đó là Hàn Quốc và Nhật Bản. Và hàng xách tay thì toàn bộ là đi đường bay thì mình nhé. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi. Anh chị em nào muốn tăng thêm thu nhập, muốn đưa mình lên một đẳng cấp mới, muốn trải nghiệm những sản phẩm cao cấp, những sản phẩm có giá trị và mang lại rất nhiều lợi ích cho cuộc sống thì hãy liên hệ với mình các bạn nhé. Siêu thị online Cô Jamat hân hạnh được chào đón toàn thể các bạn cộng tác viên ba miền Bắc Trung Nam. So many people like doping. Yes. It look like doping. Yeah. Okay, yes, I need someone.